Xin chào tất cả mọi người. Hoa Rapper xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phim Media và được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và trên tay Hoa Rapper đó chính là một món quà dành tặng cho nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay. Mọi người đoán xem đây là gì nào? Đây không phải là đồ chơi của con Hoàng đâu, mà đây là một đôi cá rất là đẹp. Cá gì nè? Cá chép. Thì hy vọng là đôi cá chép này sẽ là một món quà tinh thần dành tặng cho khách mời nghệ sĩ, giúp cho họ có được những kỷ niệm vui trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó là chia sẻ thật là nhiều câu chuyện thú vị về gia đình của mình. Và bây giờ làm sao để Hoàng làm bất ngờ cho nghệ sĩ đó ta? Vẫn như thủ tục thôi mọi người à. Mình bấm chuông nhẹ một cái rồi mình gõ cửa ba cái. Ủa sao nhiều quá trời cá? Có anh ở nhà quá trời cá. Dạ anh chị ơi, em giao cá. Ủa gì vậy? Dạ em shipper, em giao cá để anh chị phóng sanh mà. Ủa em có mua cá hả? Dạ không. Ủa mà phóng sanh phải mua cá thiệt sao? Phóng sanh mua cá kì. Cá bông. Vậy mới đặc biệt chứ gõ cửa nhà sao chứ. Ô chào anh Bơ. Dạ chào anh Bơ. Em chào hai. Dạ. Mình về cá cho lấy hơn cái này. Rồi tặng hai chồng đôi cá uy vương nha, một cá chép. Thì cá này đâu ăn được đâu mà tặng làm gì? Không ăn mà để ôm. Bây giờ anh đọc thử một bài rap cho em nghe khi anh tặng cá cho em. Trời ơi trời. Thôi khó quá. Vô. Cưỡi cá chép táo chầu ngọc hoàng, năm nào cũng phải lắng nghe phàn nàn. Ông trời ơi táo cũng đã ráng chăm lo cho bà con sớm làng. Cái gì cũng táo phải lo chu đáo, không được nói láo để mà còn bẩm báo. Suốt quanh năm rất công tâm, trời ơi khổ lắm trăm dao đổ đầu tầm. Được chưa? Có đóng táo quân không? Dạ có. Dạ không không. Thôi mà anh vô nhà đi. Trời ơi sao anh ác quá, anh bắt ảnh đứng quá trời lâu luôn. Tại vì anh chưa bao giờ nghe anh đọc rap. Ê mời hai anh uống nước nha. Cảm ơn Mai. Em đi đâu ông này cũng đu theo, em mệt lắm. Hôm nay em được tự do một tí xíu, em đi công chuyện. Anh chăm sóc giùm. Ủa? Đi làm hả? Dạ. Trời ơi sao không có nhà chơi? Trời ơi em chờ anh. Dạ. Cảm ơn. Khoan. Cái này là khi mà giữ hạnh phúc gia đình nó là tuyệt chiêu nha mọi người. Tuyệt chiêu. Phải hôn khi vợ đi. Đúng đúng đúng. Giống tôi rồi. Trời ơi. Cái này đúng quá à. Anh tự nhiên đi. Người ta tròn vô thì nó không tự nhiên, bình thường hai chồng hay làm vậy đúng không? Đúng rồi chứ đừng tẩm. Bye bye. Bye bye, bye bye hai anh nha. Dạ. Dọc. Ai. Một chàng trai rất là tài năng nè, điển trai dễ thương, rồi có một gia đình rất là hạnh phúc nữa, còn gì viên mãn hơn. Sự Ngọc Mai chính là một điểm tựa rất vững chắc của mình. Yeah. Hoàn toàn yên tâm để có thể công tác. Bên cạnh đó thì hai vợ chồng khá là bận rộn với công việc, thì không biết là mình sắp xếp công việc và gia đình ra sao? Hầu như một năm nay tụi em cũng khá là nhiều thời gian rảnh với nhau. Bởi vì như mọi người cũng đã biết thì biến cố mà, cho nên là ai cũng vậy hết á. Nhưng mà trong một cái năm nay tụi em thấy có nhiều điều để ngồi lại, để suy nghĩ và để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Cũng hợp lý em. Vậy là ngôi nhà này là mình đã mua lâu chưa? Tụi em về đây chính thức là được một tháng. Khoan từ từ hả? Một tháng hả? Dạ. Ủa vậy là trước đây mình ở nơi khác? Thì lúc đầu em ở quận 6 với lại ba má và anh Cơ. Sau đó là tụi em mới chuyển ra một cái căn hộ ở Bình Tân. Bình Tân. Xong rồi Bình Tân đó, xong tụi em chuyển về hướng quận 7 là ở quận Bình Chánh. Quận 7 cái gì mà hướng Bình Chánh. Rồi đó. Xong rồi từ Bình Chánh tụi em chuyển sang quận 9. Wow, sao mà một bình dữ vậy trời. Sau quận 9 tụi em chuyển về quận 2. Ồ, thành hướng nguyên hình tròn luôn. Dạ, bây giờ chúng ta ngồi ở đây. Cho nên là khi mà em về đây em quyết định là mọi thứ xe buýt nó nằm ở chỗ này và công việc đi lại nó cũng thuận tiện. Quá thuận tiện luôn, chúc mừng cả nhà. An cư thì mới lạc nghiệp được mà. Hy vọng là sẽ ở đây luôn. Thì đến với ngôi nhà này thì cái cảm giác như thế nào Nghiệp ha? Em về đây em cảm thấy nó mát lắm anh. Đương nhiên, anh cũng thấy mát có máy lạnh mà. Anh cũng thấy mát có máy lạnh mà. Thực sự là tụi em ở chung cư rồi, xong rồi chuyển xuống nhà đất rồi. Xong rồi bây giờ lại lên chung cư thì lúc đầu cái cảm giác mà lên chung cư á nó hơi bị gò bó, kiểu mà mình sẽ quay lại rồi lên thang máy rồi hầm xe rồi kia. Nhưng mà cái gì nó cũng phải thích nghi từ từ hết. Mà em đang cảm thấy cuộc sống nó đang rất là tốt về mọi mặt. Về gia đình, về con cái, về công việc, cho nên là em cảm thấy thích nghi được. Dạo này thì công việc đang trở lại với những nguồn bình thường và đặc biệt là bận rộn hơn. Dạ. May mắn nhất là anh Hoàng tới đây xong rồi có hai cá nên chắc cũng có nhiều may mắn. Dạ mong là vậy, mong là vậy. Sông ngư mà. Dạ. Sông ngư đó đến giống em luôn á. Em cũng là sông ngư á. Trời sao hay vậy ta. Công nhận một lời khen cho em đặt.
hay quá, xong Ngư lại cung cái mệnh của mình nè. Dạ. Bình thường Tết mọi năm thì không biết là gia đình mình có một cái kế hoạch nào đó là chọn đúng cái ngày đó, đúng cái mùng đó, tất cả anh em tề tụ về cùng với hai bác để đoàn viên không ạ? À? Dạ, năm nào cũng vậy, đúng mùng 1 là tất cả mọi người sẽ quay về cái nhà của ba má em. Dạ. Để con cháu gì cũng phải chúc mừng để mà nhận lì xì. Ở quận 6? Dạ, ở quận 6. À, lì xì là vui lắm à. Dạ, vui nhất là cái đó thôi anh. Dạ, nhưng mà theo phong tục của bên nhà Hoàng á, dạ, thì người nào chưa lập gia đình mới được lì xì. Dạ. Còn người nào lập gia đình rồi là phải lì xì cho những thành viên còn lại. Dạ. Không biết bên nhà mình sao nghe. Thường là những người mà có gia đình rồi á là không có được lì xì nữa. Nhưng mà nhà em thì lại khác, có nghĩa là lì xì là một cái gì đó để vui, để may mắn thôi. Dạ, cho nên càng nhiều thì em càng thích. Càng nhiều thì em càng thích. Vậy cho Hoàng hỏi công nhẹ cái nữa đi là hai bác có bao nhiêu đứa cháu rồi? Dạ, ba anh em bây ba giờ là em có 6 đứa anh. Ồ, vậy là 9 thành viên luôn. Bây giờ mỗi lần dịp Tết nè, đoàn viên với gia đình, Nghiệp thích ăn món gì nhất? Bánh chưng chiên. Ồ, tại sao thích món đó vậy? Tại vì má em chiên lên xong bỏ đường nhỏ xíu. Em thích ăn cái đó. Ủa, nhỏ thế lắm. Và đồng viên mà cũng ăn đường nữa hả? Tết mà anh xả đi chứ đừng có kiên quá, mệt lắm. Nói chung Tết tụi em vẫn phải tập chứ không phải là Tết tụi em nghỉ. Ồ, vậy là vẫn nghiêm túc với công việc của mình. Dạ. Giữ phong độ một cách điều độ nhất có thể. Dạ. Như vậy thì có bao giờ Tết mình phải bận rộn với những lịch diễn không? Thường thì Tết á là những cái ngày mà tụi em phải đi phục vụ ở bên nước ngoài, tầm từ khoảng tháng 11 bắt đầu đi tới đi tháng 2 ở bên đó. Là cũng phải tranh thủ kịp về với cái Tết nguyên đáng của mình. Mà hầu như là thường là Tết là tụi em không có về. Nhưng mà năm nay với năm trước thì tụi em hầu như là ở Việt Nam cho nên là được ăn Tết đoàn viên ở nhà. Là mình sẽ thắt chặt tình yêu thương với nhau nhiều hơn. Dạ. Có bao giờ là hai bác bây giờ tuổi cũng đã lớn, dạ, có bao giờ tâm sự với anh Cơ hay anh Nghiệp, trời ơi giờ hai bác đang mong mỏi gì đó, đang mong chờ hay là ước cái gì đó không ạ? Cái niềm hạnh phúc nhất bây giờ với lại ba má em nghĩ là lúc nào mà được sum vầy lại với nhau. Nhưng mà hầu như là tuần nào hoặc là tháng nào tụi em cũng có những cái buổi gặp gỡ chung với nhau ở nhà như vậy đó. Dạ. Gia đình là nơi vững chắc mà. Dạ. Còn về cá nhân của Nghiệp nè, dạ, một chàng trai trẻ tuổi, tài năng thì có bao giờ bị thả thính, bị bày tỏ tình cảm của các người hâm mộ nữ không? Lâu lâu mới có thôi anh. Có, cái lúc đó sao hoàn cảnh sao kể nghe chơi coi. Căng lắm. Bà ai bà biết không? Biết chứ anh. Vừa thả vô tin nhắn cái là cầm cái điện thoại em là đúng mình là người không cực. Bà xã em là manager của em. Tất cả mọi thứ đều qua bà xã hết. Rồi sao phản ứng lúc đó của chị ấy như thế nào? Em cũng hơi run nhưng mà em đâu có làm gì có lỗi đâu mà em sợ. Ờ, người ta chủ động rồi. Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ một cái ví dụ như người ta hỏi anh Nghiệp ơi khỏe không thì bạn tự nói là anh Nghiệp khỏe cảm ơn em. Để khi người ta hỏi là anh có thể rảnh vào giờ đó không? Kế thì bà em ghi là và anh có thể đi cùng em được không? Và anh có thể đi cùng em được không? Tự chạy luôn anh. Trời ơi tâm lý rồi không? Là đó là cái cách đối xử với đó người kia. Đó nhân xử thế đó. Hay quá. Nhưng mà cái cách đối xử với chồng mình sao? Lúc đó là nè, ông nhìn đi, anh đọc đi. Quỳ gối. Có không? Có không? Nhẹ nhàng nói anh. Góp mặt vô tường. Ủa vậy trời ơi trời ơi trời. Thấy chưa quý vị thấy không? Đàn ông chúng tôi ở ngoài hả? Hùm hổ ra sao? Đúng. Về nhà như mèo con vậy đó. Giống con thỏ vậy đó. Giờ mình phát hiện ra là Quốc Nghiệp cũng có cái khả năng năng khiếu về diễn xuất lắm á nha. Nhảm á anh. Có đâu, quan trọng là sự duyên dáng và hài hước. Thì có bao giờ là Nghiệp đã tham gia vào những bộ phim hay là những vở kịch nào đó chưa? Em đang học cái lớp diễn xuất, kỹ thuật diễn xuất của chị Cathy Uyên. Ồ, tại sao? Động lực nào khiến mình theo học hỏi như vậy? Tụi em có một cái dự án về phim của Quốc Cơ Quốc Nghiệp cách đây 3 năm rồi. Dạ. Và mọi thứ đang hình thành và kịch bản cũng đang dừng final cái kịch bản cuối. Thì tụi em bây giờ là cái việc quan trọng nhất là phải học diễn xuất. Rất bất ngờ bởi vì hai anh em mình cũng được hợp tác với nhau cũng mấy năm rồi. Dạ. Thời gian trước thì Quốc Nghiệp rất ít nói. Dạ. Hiền lành dữ lắm. Dạ. Mà bây giờ lanh lợi đúng hơn. Tao không biết nói luôn á anh. Ủa sợ ngại. Ngại micro á. Dạ. Giờ nuốt micro rồi. Có những khoảnh khắc nào mà Quốc Nghiệp cảm thấy mình bị đánh rơi cái sự lạc quan của mình không? Dạ. Nhiều lúc mình bị quá nhiều áp lực. Gia đình, cuộc sống, công việc, người hâm mộ, rồi những cái gánh vác lo toan mình phải lo. Em nghĩ là ai cũng phải vượt qua những cái giai đoạn đó thôi. Nhưng mà em cũng không có bị nặng nề lắm. Bởi vì ngay từ nhỏ cho đến bây giờ, cái công việc chính của tụi em là tập luyện, biểu diễn. Cho nên là những cái lúc nào mà em cảm thấy mà chán nản nhất, mệt mỏi nhất và cảm giác như là mình không thể vượt qua nhất thì em cứ nhảy vào phòng tập và em tập cho đến khi em mệt.
À, cái đó là cái cách mà để em giải tỏa hết những cái khó khăn và những cái năng lượng xấu trong cơ thể em. Hay quá quý vị, đó là bí quyết đó. Không những là mình đốt cháy calo, đốt cháy năng lượng mà còn là đốt cháy đi những điều tiêu cực nữa. Yeah. Nhưng mà đó là khi chúng ta có đầy đủ phòng độ và sức khỏe. Yeah. Chấn thương là điều không thể nào tránh khỏi. Mà một khi những vận động viên, những nghệ sĩ mà gặp chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ. Yeah. Và thậm chí là có khi phải buông bỏ luôn. Yeah. Làm sao để mình vượt qua? Em may mắn cái là em có một cái hậu phương quá vững chắc. Yeah. Vợ em là một cái người rất là hiểu em. Ừ. Và bạn luôn động viên và cho em nhiều cái tinh thần. Và nhất là khi mà những cái lúc mà em khó khăn nhất thì bạn kêu em đừng có suy nghĩ nhiều hết. Ừ. Cứ dành nhiều thời gian cho con, cho vợ đi chơi, cho dù như thế nào đi nữa thì cái gia đình này vẫn là cái gia đình mà cần nhất và phải hạnh phúc nhất. Yeah. Thì anh mới vượt qua hết tất cả. Uh-huh. Yeah. Đó, thả lỏng về tinh thần. Cái liều thuốc của tinh thần nó cực kỳ quan trọng. Yeah. Nó sẽ giúp cho neuron thần kinh của mình nó tiết ra rất nhiều năng lượng để yeah. có khi chữa lành những vết thương. Yeah. À, hay quá. Buổi nói chuyện ngày hôm nay mà Hoàng cảm nhận là Quốc Nghiệp đang càng ngày càng trưởng thành hơn đó. Không chỉ là trưởng thành trên những chặng đường mà anh ấy phải chiến đấu trên đấu trường quốc tế nè, mà còn là trưởng thành ngay tại vị trí này, một trụ cột thực sự trong gia đình. Yeah. Như vậy thì ước mơ sau này của Nghiệp sẽ là gì nè? Mua thêm căn nữa hay là mình có thêm bé nữa hay sao? Thì vợ chồng em có một cái mục tiêu sắp tới là tụi em sẽ mở một cái trung tâm huấn luyện, tập luyện cũng như là về nhiều bộ môn khác nhau. Yeah. Ví dụ như thanh nhạc nè, hay là về kỹ năng siết của tụi em, về kỹ năng thăng bằng. Đó là những cái mà tụi em đang hướng tới và tụi em đang ra một cái giáo trình tốt nhất để mọi người có thể tập và có một cái kết quả tốt nhất. Yeah. Nhưng mà là bé Tâm với bé Tâm An nè, hai bé có đam mê và thấy ba làm được những điều phi thường như vậy, bé có mong muốn ba cho con thử mà. khỏi cần mong muốn, là em cũng đã đẩy cho nó thử luôn rồi. Và bây giờ rất dẻo. Cái vấn đề đó dẻo và đứng được nó không quan trọng, nhưng quan trọng là cho bé được một cái sân chơi, nó thích được thể thao ngay từ nhỏ để có sức khỏe, chứ không có được ngồi mà suốt ngày xem cái tivi hoài. Xem hoạt hình thì tụi em cũng hạn chế cái việc đó. Và mục tiêu của Quốc Nghiệp là để phát triển thể chất dành cho hai bé. Yeah. Chứ không phải là để hai bé nối nghiệp của mình. Nó phải có những thành tích lớn giống như mình. Yeah. Nhắc tới hai bé, quên. Yeah. Bé Hồng Tâm đâu rồi ạ? Hồng Tâm đi học rồi anh. Quên mất. Bữa nay là buổi sáng đi học rồi. Còn Tâm An thôi. Kìa. Đó. Nghe âm thanh đâu đây? Tâm An là ở nhà. Dạ. Mình rủ bé ra chơi tí được. Dạ được chứ anh. Em cục cưng ơi. Thôi mình anh Nghiệp vô đẩy luôn nha. Bé ra. Mì Mí ơi, Mì Mí hôm nay á, kìa Mì Mí coi kìa, Ngọc Hoàng cử táo quân tới đây quá kìa, trước khi bay về trời tặng cho bé Mì Mí xinh đẹp. Ủa, một cặp cá chép nha. Mì Mí rồi con cá chúc đi. Con năm mới và tuổi mới thiệt là vui nha. Cảm ơn, đứng thật vững trên đôi tay của ba con nha. Mì Mí biết. Kìa con cá đẹp quá, Rồi, đây nè, Mì Mí, con hãy diễn cho chú Hoàng con cái nha. Rồi, ngồi như này. 2, 3, lên. Lên. Giỏi rồi. Chào, Mì Mí, chào. Ngồi xuống, up. 2, 3, lên. Lên. Giỏi. Xuất sắc, con gái xuất sắc. Trời ơi. Ôi, chắc thiệt quá. Tặng con cá nè. Đó. Ê, tặng con. Cảm ơn bác Hoàng. Giỏi. Rồi con cầm con cá đi. Chú ai mà được để như nhục thiên trần như vậy đâu. Trôm cây. Ôi, cưng chịu luôn rồi. Bác Hoàng cái. Một bác Hoàng cái. Xe bác Hoàng cái. Giỏi. Bên đây nữa. Trời. Thương thương quá. Trời ơi mọi người. Nội năm mới mà được thiệt á. Có cục vàng ngày còn quý hơn cục kim cương nữa. Nó no hả? Nó no. Ồ, video tiếng Anh là nó no. Rồi. Dễ thương, đáng yêu quá. Làm xui không anh? Xui liền nha. Nhiều nhiều hả? Nói chung là do chính Nga
ra chính cửa. Em thấy còn hai căn nhà quận nhất thôi là đủ rồi, không có cần nhiều đâu anh. Thì có thở quá, mở cửa xíu, thoáng thoáng xíu. Thiệt á, có một cục kim cương nhà vậy là cỡ nào cũng phải ráng hết trơn á. Chúc mừng quá, cơ nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà giờ sắp hết thời lượng chương trình, mình phải làm cái gì thử thách vui 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 cho cả nhà có biết được không khí mùi Tết. Có cách nào mình biểu diễn nhẹ ở đây sơ 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 được? Hầu như là hai từ yếu cho tới mạnh đều có thể đế em đứng tay được hết á. Từ từ gãy gãy tay sao? Không có, gãy một cái là mình sẽ biết liền thôi. Nó dễ lắm luôn á. Bây giờ em sẽ nghĩ anh một cái tuyệt chiêu này mà em cũng làm rất là nhiều người. Được, được, được. Ok, rồi. Kéo cái bàn này ra cái nào. Rồi. Định mệnh nè. Đúng rồi. Định mệnh nè, có khi là thay đổi luôn cái nghề nghiệp của mình luôn á. Có khi tôi sẽ theo xiếc nha mọi người. Mọi người đừng bất ngờ nha. Ok. Dạ. Yeah. Xuống, ngồi xuống. Đó, xuống luôn. Ghê ghê. Đó, phải tập trung. Ủa rồi, chân để làm sao? Hai chân đưa lên. Đúng rồi. Trời trời, mỏi tay lắp luôn á mọi người ơi. Hả, em thấy rất cứng đó, rất ngon đó. Vậy hả? Tiềm năng là một diễn viên siếc đó, không phải đùa đâu anh. Thôi thôi, già cả rồi, ba mấy bốn chục đến rồi, khó quá. Cảm ơn Nghiệp, cảm ơn Nghiệp cho Hoàng một cái cảm nhận nó đặc biệt lắm. Và đến với mùa Tết rồi thì chúng ta gửi tặng quý vị khán giả một câu chúc Tết nha. Dạ. Xin mời Nghiệp. Quốc Nghiệp chúc cho tất cả mọi người cũng như là anh Hoàng Rapper ở đây thật là nhiều sức khỏe, an yên trong cuộc sống và luôn luôn được hạnh phúc và được mọi điều như ý muốn. Cảm ơn Quốc Nghiệp rất nhiều và chúc cho Quốc Nghiệp cùng với bà xã của mình và hai bé đáng yêu ở nhà mãi mãi luôn hạnh phúc, có được nhiều cơ hội mới và đặc biệt là sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh. Yeah. Và bên cạnh đó đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, chương trình Gõ Cửa Nhà Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.